Ôi rồi ăn y như một người lớn à cô chú ơi. Hello cô chú chưa? Cái miệng, ủa cái miệng làm gì đâu quét à? Nè nhìn miệng con nè. Con nhìn cái miệng con nè, con ai cũng bị con bị gì đâu quét à? Đây nè. Lại đi ngay chơi gì? À con ăn treo lì á, bởi vì mẹ không có cho ăn treo lì nữa nha. Treo lì đó cho vui thôi nha, không ăn nhiều nữa à. Ôi ôi con nó cài cái tép bên tóc nè cô chú nè, cái táp nè. Má tóc hiền nè cô chú. Ôi ôi con ăn mì kìa cô chú kìa. Ui chào ôi ngon chưa. Mì quá ngon luôn á cô chú ơi. Đã nói là ba nó là không có cho nó ăn cái treo lì này rồi mà ba nó cũng ráng mua. Mua 4 hộp phải không? Thôi không có good. Mẹ không có thích, nó rất là bad cho cô do đâu. Bây giờ á, trong cái bụng con sẽ toàn là màu đỏ không, toàn là chất cái gì đó, cái chất gì đó. Cái chất gì ta, cái đường là cái chất gì qua đó, cái gì đó, cái màu là chất gì, chất con thực phẩm gì đó. Toàn là cái chất đó không à. I can't human. Không có hia, mẹ đang quay con cho cô nó. Ôi trời ơi. Bây giờ cái game ngày hôm nay, nếu như mà con thắng cái game này, mẹ sẽ cho con ăn marshmallow, cái mà con rất là thích, ok? Rồi móc méo. Con nói đi móc méo. Nói đi móc méo. Ngứa nữa, móc méo, ngứa nữa. Ok, bây giờ nha. Nghe rõ cái câu hỏi của mẹ nha. Bây giờ mẹ sẽ nói một câu bằng tiếng Việt. Không, con nghe thôi chứ con đừng lặp lại. Con sẽ dịch cái đó thành tiếng Anh. Ok. So mommy gonna say something in Vietnamese and then you gonna transfer it in English. Yeah, now let me know what it is, okay? Okay, is it easy? And no, then you gonna no. No, it's not easy. No, you just say it in English. What I that is? Know, what it means? Translate for me, JD. Rồi xong rồi mẹ sẽ cho chay phần thưởng là ăn okay, marshmallow. JD, you gotta tell me what it is. Okay, bây giờ nha, mẹ nói tiếng Việt nè. Mang giày. Mang giày. Tiếng Anh là gì? My daddy said it's funny. Uh-huh. Bà what is it? I don't know what mang giày is. Mang giày là gì con? Mang giày. Tiếng Anh là gì? What is it? What is mang giày? Daddy said like a baby. What is mang giày? I don't know what mang giày is. No, baby, you just let her do it. You okay. You just gonna make her it. Okay. Mang giày. Tiếng Anh là gì? Mang giày. Mang giày là tiếng Việt nhưng mà tiếng Anh là gì? Trời ngứa nữa, đang ấy mà ngứa. Đang phục phục phan thi. Thi mà thi phần thi gai cấn mà ngứa. Ủa chết, bị con gì cắn đây? Mom, I felt. Đâu có đâu, con bị con gì cắn đây này cô chú, là thấy không? Mom, can you poke it? Mày xức dầu vô chai chăng? No, I like it. À, con muốn mẹ lấy móng tay, mẹ chỉa vô vậy hả? Chị chấm chích. Ok. Ok. Xức dầu vô nha. No. Rồi đừng xức dầu. Rồi ok, bây giờ chơi trò chơi nha. Like it's wipe it. Can you wipe it? Ok. Đầu tóc thì mà có bời, có bùng mà. Đây nè, cái đầu tóc á là phải kẹp lên vậy nè, nó mới đỡ rối nè. Đó. Bắt đầu. Mày thôi cái miệng á, đây mẹ coi mày lấy cái miệng á. Đây cái miệng sao mẹ chùi qua cái này nó không hết này nè. Trời ơi cái này nó dính là mẹ nói là nó dính là nó trời ơi, thấy chưa, nên bởi vì không có được ăn cái này nữa nghe chưa. Nó dính dữ lắm, nó chắc nó có màu trong đó dữ lắm, không có tốt phải không? Không ăn nha. Rồi ok, marshmallow ha. Ok, bây giờ trả lời cho mẹ. Trả lời đúng một cái là mẹ cho một cái marshmallow. Bây giờ đếm bao nhiêu cái là mẹ sẽ cho bấy nhiêu cái marshmallow. Ok, móc méo. Đầu có không? Mẹ hỏi nè, ăn cơm. Ăn cơm, no, ăn cơm tiếng Anh là gì? Ăn tiếng Anh là gì? Ăn cơm. Ăn, what is ăn in English? Ăn. Rồi ok, bây giờ mẹ chắc con chưa hiểu. Bây giờ mẹ ví dụ cho con một cái nha. Ví dụ như ăn cơm là tiếng Việt, còn tiếng Anh là eat rice. Đó đó. Ví dụ như xe đạp là tiếng Việt, còn tiếng Anh là bicycle. You get it? Bicycle? Yeah, it means xe đạp. Còn a book. Tiếng Việt là cuốn sách, còn tiếng Anh là a book. Bây giờ con trả lời cho mẹ nha. No, papa. Mang giày. Tiếng Việt là gì? Tiếng Anh là gì?
shoes. Đúng rồi, giày tiếng Anh là shoes. Yeah, you got it. Rồi bây giờ nè, đây mày viết xuống đây mà mẹ quên. Bây giờ tự nhiên nói cái mẹ quên. Bây giờ nè, cơm. Cơm. Tiếng Anh là gì? Rice. Đúng rồi. Công viên tiếng Anh là gì? Đi công viên á, công viên á. Đi công viên. Tiếng Anh là gì? Park. Đúng rồi. Đi tắm. Đi tắm. Tiếng Anh là gì? Pool. Hả, tắm, đúng rồi, pool là hồ bơi. Pool là hồ bơi, còn tắm á, tắm tiếng Anh là gì? Tắm. Đâu phải tắm tiếng Anh, tắm là tiếng Việt. Tiếng Anh là gì? Tắm. Tắm. Tiếng Anh là gì? I don't know. À, con biết hả? Ok, rồi biết thôi. Tắm là shower. Đó, take a shower là đi tắm. Trời ơi, thua cái câu này rồi, tức ghê. Let me go. Dạ. Tập vô tay anh coi. Rồi bây giờ mày hỏi nè, ăn đắm tiếng Anh là gì? Rồi bây giờ mày hỏi nè, con cá tiếng Anh là gì? Fish. Đúng rồi, con mèo tiếng Anh là gì? Cat. Con chó tiếng Anh là gì? Dog. Đúng rồi. Màu vàng tiếng Anh là gì? Yellow. Đúng rồi. Rồi 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 à, cái gì đó à... Vacuum. Trời, để tôi hỏi nè. À, ê, nó là quan rồi. Uống nước tiếng Anh là gì? Water. Uống nước là gì? Water. No. Uống là gì? Uống water. No, nước is water. What is uống? Uống is an action. Yeah. You're doing an action. Are you spilling the water? No, that's not uống, it's not spill. Are you eating the water? No, you don't eat water. Are you drinking? Drink. Uống is drinking. Rồi, bây giờ cái nhà mới ở bên Florida tiếng Anh là gì? Ow. Hả? Cái nhà mới ở bên Florida tiếng Anh là gì? House. Cái gì house? Mới. Mới là gì? No. Mới là gì? Mới là gì? Mới là new. Trời ơi, hay ghê chưa, nó biết được. Ờ, chưa. Bây giờ con thỏ tiếng Anh là gì? Con thỏ tiếng Anh là gì? Focus. Rabbit. Đúng rồi, quá hay trời. Rồi mày hỏi, mày hỏi à, tóc tiếng Anh là gì? Hair. Rồi, cái mũi tiếng Anh là gì? Nose. Con mắt tiếng Anh là gì? White. No, con mắt. I don't know. Con mắt này tiếng Anh là gì? Mắt là gì? Mắt. Tiếng Anh là gì? Là gì? Eyes. Hay còn cái răng tiếng Anh là gì? Không biết. Cái răng. Áo. Đúng rồi. Rồi. Còn đúng rồi. Áo. Bà nói áo. Cái dây chuyền tiếng Anh là gì? Cái dây chuyền chị đang đeo. Chị không biết hả? Trời ơi, dây chuyền tiếng Anh đeo không biết. Trời. Là cái ăn đập là tiếng Anh là gì? Cat. Hả? Rồi con. Chưa, chờ chút. She knows it. See? She does, but look at how she's acting. Ba tiếng Anh là gì? Ba tiếng Anh là gì? Ba tiếng Anh là gì? Come on, you know. Cái miệng tiếng Anh là gì? Cái miệng tiếng Anh là gì? Bây giờ cái bàn tay tiếng Anh là gì chay? Cái bàn tay tiếng Anh là gì? Bàn tay tiếng Anh là gì? Hands. Đúng rồi, bàn chân tiếng Anh là gì? Feet. Đúng rồi, ủa sao bị mở? Rồi cái tủ lạnh tiếng Anh là cái gì? Freezer. À, cái đó là cái tủ đá, đúng rồi, freezer cũng được. Hoặc là mình gọi là fridge cũng được. Cái máy tính tiếng Anh là gì? Limited. Gì limited gì? Cái máy tính này nè. Không, quên, tự nhiên chỉ thì chết rồi. Không, bây giờ cái khăn giấy lau mặt là cái gì? Paper. Không có đó gọi là cái khăn giấy lau mặt, nó gọi là napkin hoặc là tissue. No, it looks like it. Không, bây giờ cái khăn tắm của con gọi là gì? Probably just go like and just see blah blah. Okay, Katie, come on. You're not making it. Rồi, mì tiếng Anh là gì? Mì. Mì gói, mì tiếng Anh là gì? Baby, 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 baby,
This is what I'm talking about. Mày tiếng Anh là gì? She be answering so much. Mày tiếng Anh là gì? Mày tiếng Anh là nghỉ chơi với chay. Bây giờ mẹ mày hỏi con này, cái bông tiếng Anh là gì? Cái bông tiếng Anh là gì? Bây giờ có ăn marshmallow không? Mà bây giờ con ăn không? Cái bông tiếng Anh là gì? Once you finish. Cái bông tiếng Anh là gì? Dạ. Cái bông tiếng Anh là gì? Hey, no.